Tại mình ban bằng hành nô mơ ngày ní nhóm là thôi là hồ ní bạc ngày ní nó nhóm năng thôi nơi bị đồ ní đồng bay thoát đôi bằng ơn dưỡng khơi nô mơ rồ miệt khám áo bạn và để bơ miệt đâm rồ miệt khám áo nó cứ lạc miền chân nốt cảnh đà lý vừa khám áo hay đám khám áo màu biết là mau kêu kêu đôi bật tay mệt bạt ní mơm ní bạt ní mơm rồi miệt mau bạt bạt mơm miệt mau ní cứ miệt ắt tập bay vô tròn á bạt dương đam khang bay chầm nửa vẫn cứ cà pia nôm bơ mau nôm bơ áp thấm nôm cà pia nư bắt chắc sầm bay dương phong nắng khang càng nghe rục xì có ai miền bắc sẽ thực hiện đại bát cứ hào nhiều nó ở kia cho chất sờ bát em mơm ní cứ miền ắt tập rayo khang ở sắt mồi cun bát cứ mơm ai kia ba nô cứ mưa cấp ba bộ viên chia đà bát cứ bẩm pon nô sọc tiệp dương ơi rừng mòm làng bát nhâm mình tạo một nhâm năng thuật cả cách ở bằng ôn khơi nô mình đồ mơm rồi miệt khăm ao đôi tò bạn bạn ní mơm rồi miệt bà khi nhà bạn cạch ông bành mày ní cứ cạch chanh rồi bảo ôn những khơi như bạn tí mơm khăm ao biệt rồi biệt ní bà cứ khăm ao rồi biệt bò bà tây mê bạn ní con bạn mơm con rồi bò rồi miệt khăm ao hấy ní cứ mơm mơm đối mơm rồi miệt lương như dường đá bàn tay đòi trai nư cái nong nó cứ khám màu bạn khám màu biếp bật tây mê bò bật tây mê bạn mà nick cái nhầm anh cạch anh đô khám màu bạn cứ lo nó bằng ồn nhưng bằng hai nhỏ bằng ồn nhưng khơi nó miết khám màu cứ đầy đầy chân này khám màu rồi biếp biếp kiêu kiêu lơ pho bà tây mê bạn thứ hai miệt khám áo nó bảo ôn nhân khu tại đàm đồng bây về thân nam bây giờ bảo cập bà bọ viên sọp xa rập biển cài dương cư đàm như thân nam ní miệng pho bà rơi gió thấp bà rơi gió mưa rồi cun bạn thế đàm miệt khám áo nên ai miền thập bảy gió trơn khang áp bay chậm nưa có ai đam đam bay lầm o hết nhưng mà ca piano bật chặt sầm bay nên ca nghe rock si giờ đàm mà thấy thanh nam nít bị xe na bạn ní cứ ca bằng hành nôm mềm rồi miệt khám áo xong sẽ tập nét sân bạn xong mong ô của mình cứ xong ôn nhập hay tốt bảo miền chậm no chậm ngó rồi mong ôn bạn chạy đường chiều nó xong cầm bàn một hàng cầm ở những bạn đừng phong bạc nói chui chơi sinh nhà subscribe sinh nhật đăng phong đăng like share comment no video clip rồi bắt những bạn mà nặng mùi phong bạc xôm ở cùng cho bạn. Vâng, xin chào các bạn, đây là mình xin giới thiệu là đây là nghệ đen, củ nghệ đen, củ nghệ đen đây là mình bẻ ra màu đen, các bạn nên trồng để có thể là bệnh trị được bệnh bao tử và các bệnh khác, và mình trồng cũng có thể là trồng để làm cây cảnh đẹp trong trang trí trước nhà mình cũng là tốt. Mình xin giới thiệu đây là cụ nghệ đen, cũng giống như nghệ mình vậy nhưng mà nó cụ trong đây là ruột cụ là đen.
Xin hết mình nói như vậy thôi, xin mong các bạn thông cảm cho mình không rành tiếng Việt gì mấy. Nhưng nếu các bạn đã tham gia, đã xem trên video của mình, mong các bạn ủng hộ mình thêm. Xin ủng hộ kênh, đăng ký kênh và nhấp like, share, comment video của mình. Xin mong các bạn ủng hộ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hết.